Anh em đang sợ đồng đội chê khi không có skin súng xịn, hay sợ người yêu đá khi không có skin súng level cao? Đừng lo chuyện đó, hãy đến ngay với shoplaogio.vn. Chỉ với 100k có ngay một ạc có skin súng nâng cấp level cao. Đặc biệt, có cơ hội nhận miễn phí ạc cực VIP khi tham gia mini game trên kênh Lão Gió mỗi tuần. Còn chần chừ gì nữa, ghé shop luôn nào. Link shop ở bên dưới phần mô tả nhé. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Hôm nay thì mình đang đi game ngẫu nhiên đây, và team của mình thì có 3 bạn. Một bạn thì có tên là Ly, một bạn thì có tên là Cường, với lại bạn số 3 thì hình như là Di. Hình như là bạn số 3 với bạn số 4 là hai bạn nữ hay sao ấy. Tại vì mấy cái phong cách đặt tên này nghi lắm các bạn. Ly rồi Di, thường thường là mấy bạn nữ hay đặt thế đấy đúng không? Chứ làm gì có mấy bạn nam nào mà đặt tên là Di hoặc là Ly đâu đúng không? Mà phải công nhận một cái điều là mặc dù là game Free Fire là game bắn súng, nhưng mà lại có nhiều bạn nữ thích chơi game Free Fire. Ảo thật. Tại vì theo như mình được biết ấy, mấy bạn nữ thường là thích chơi game kiểu chiến thuật, rồi chơi game MOBA, rồi game nhẹ nhàng ấy. Chứ còn game bắn súng là game bạo lực, game của mấy bạn con trai thích. Thế mà mình đi ghép ấy, trận nào cũng gặp cũng có một người con gái trong team luôn. Có khi tỷ lệ còn nhiều hơn cả các bạn nam chơi game này ấy chứ. Hôm nay thì mình đang sử dụng cái combo súng nó khá là dị, MAC-10 với lại chim bói cá. Thực ra thì không phải là không có súng mạnh đâu các bạn, nhưng mà nếu như mà cứ cầm súng mạnh mà chơi bắn hoài thì các bạn xem các bạn cũng chán đúng không? Vậy nên là phải bắn mấy combo súng cùi cùi, ghẻ ghẻ như này, các bạn xem các bạn cũng thấy thú vị chứ. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Đàm cứ 14-15 đàm không à. Nên là nếu như mà lỡ mà ít kill thì các bạn cũng thông cảm cho mình nhá. Tại vì súng có ngon đâu mà bắn được nhiều kill được. Trong cái game Free Fire này nhiều khi có súng nhưng mà còn không bằng đấm tay không đấy các bạn. Ví dụ như là cây M24 hôm trước mình bắn ấy, nó củi dã man luôn. Rồi, bạn số 4 thì mình gục rồi kìa. Mình thì cũng có một kill đầu tiên cho mình rồi. Vẫn còn người ở đây đúng không? Ok, mình sẽ đổi qua cây K98 nha. Lâu rồi chưa bắn K98. Cái cây K98 này thì phải bắn hai cây nó mới mạnh. Một cây thì nó hơi yếu, nhưng không sao, một cây cũng được. Mình sẽ dùng nó để cover cho đồng đội thôi. Chứ mà bắn hai cây K98 mà không có đam thì cũng mệt lắm đấy các bạn ơi. Tại vì giờ tầm gần nó quan trọng mà. Đầu quỷ hả bạn? Hên thế. Thắng trong gang tấc các bạn. 7 máu, dã man. Chắc là bạn kia cài đá, cầm súng xịn nhưng mà thua mình. Rồi, chúng ta lại tiếp tục đi săn người thôi. Bạn số 3 team mình thì nằm xuống rồi. Bạn số 2 thì nằm nãy giờ. Các bạn cứ đợi mình xíu nhá. Mình có 900 xu lận. Lát nữa mình sẽ cứu các bạn. Ê ê, có người, một viên. Ôi giời, kèo nhanh thế. Cái cây K98 này nó không sướng như ngày xưa nữa các bạn ơi. Ngày xưa cầm hai cây mà cứ bật ngắm lên vẫy thì phê thối rồi. Tại vì cái cây K98 này nó có một cái tính năng, đó là nó sẽ tự bắt tâm khi mà chúng ta bật ngắm. Nên nếu như mà có hai cây mà chúng ta cứ đổi súng liên tục, bật ngắm liên tục mà chúng ta vẫy thì địch nào chịu nổi. Anh nhìn ở trên này gục rồi à, các bạn thấy không? Nói chung là đam cái cây K98 này nhỉnh hơn cái cây M24 rất là nhiều luôn. Bắn tầm 2-3 viên là được một kill rồi. Cái cây M24 ngắm vừa lâu, bắn vừa lâu mà chẳng có chức năng đặc biệt gì. Rồi, mình sẽ đi vào cứu đồng đội nha. Đây, xuống và bắn nhau đi các bạn ơi. Hên cho các bạn là vừa đủ xu để cứu cả hai người. Ê, có người sao nhở? Trên này có người. Từ từ. Đâu rồi? Ê, một viên. Ê, lâu không đổi súng công nhận là cái tay mình nó không được dẻo rồi các bạn. Đúng là muốn bắn cái súng gì nhiều mà muốn bắn ngon thì phải luyện nhiều. Chứ mà luyện ít thì không ăn thua. Hai thanh niên mặc đồ y chang nhau luôn. Lên đây bạn ơi. Ok, lên đây. Đồng đội mình đang cover phía sau rồi. Nào, các bạn lên hết đây. Mình sẽ dụ các bạn ấy ra xa xa một xíu nha. Ôi giời ơi, Ly ơi là Ly ơi. Bạn ấy cover cho mình, ai dè bị lụm luôn rồi. Có không sao, có gì mình báo thù cho. Có hai người thôi mà đúng không? Nào, các bạn qua đây. Đấy. Yếu nha. Một bé gục. Ôi dồi ôi, sợ thế. M1014. Cứu. Bên dưới có người.
Ok, lia. Cần đôi. Đấy, MAC 10 nha các bạn. Một cây tiểu liên phải gọi là cổ nhất ở trong cái game này. Mình không có xu, đâm ra là mình không có cứu được đồng đội nữa rồi. Giờ thì... Ở kìa. Đáng tính nói là kiếm được 300 xu sắp đủ để mà cứu đồng đội, thì ai dè lại thêm một ông nữa tèo rồi. Thế này thì làm sao mình cứu kịp đây. Các bạn cứ gục thế này thì ai mà đỡ được. À đây, ngon. Có xu đây rồi. May quá. Mừng rớt nước mắt luôn. Rồi. Các bạn cứ bình tĩnh nha. À, mình cứu. Yên tâm. Ở dưới này có máy bán hàng luôn mà. Nhanh thôi. Mình sẽ cứu cho các bạn xuống, các bạn lút đồ. Đấy. Cho các bạn siêu cấp luôn cho các bạn sướng nha. Nói trước là mình hết xu đấy nha. Còn có 200 xu nữa nha. Bây giờ mà chết nữa là cứu không được đâu đấy. Chơi mà để nãy giờ mình cứu hoài. Có địch góc này nha. Ai ném UAV luôn này. Đấy. Lo hết cho đồng đội rồi đấy. Chỉ có việc... Ê, có người nha. Có hai người nha. Một viên. 133 máu. Phê không các bạn? Bật ngắm lên cái là bắn liền. Dính đam liền. Một bé. Quỳnh nhỉ? Hai viên. Oh, Nisa. Không hề bắt tâm. Hình như là không phải đồng đội của bạn Quỳnh đâu. Tại vì bạn Quỳnh mình bắn cái là bạn ấy gục luôn mà. Tới đây các bạn. Ok, team mình 4 người ở đây. Team các bạn cũng 4 người đúng không? Rồi, mình sẽ dụ các bạn lên đây. Đấy, đúng rồi. Lao vào đây là dở rồi bạn ơi. Team mình 4 người đấy, nhưng mà ít đâu nha. Chạy đi đâu. Được rồi. Trời ơi, đồng đội ơi, bị ai bắn thế này? Trong bo à? Rồi, bơm máu đi. Bo này đau lắm nha, chạy bo hoàn bơm máu nha. Chứ không là không kịp đâu đấy. Trời. Mấy thanh niên kia cam bo kìa. Càng không. Phía trước có một team 4 người. Một thanh niên trong nhà nữa. Gắng vào bo đi các bạn ơi. Vào được bạn nào thì hay bạn đấy. Tầm này rồi, quan trọng lắm. Đó, dịu đó các bạn. Bùm. Ừ. Chán chưa? Lòi ra nữa không? Diễm mì à? Lên các bạn ơi. Đồng đội của tôi ơi, gục một rồi. Chơi được. Đó, lại dính nữa kìa. Chắc là đang cứu bên trong rồi. Keo nhiều thế nhỉ? Bọc cả trên cả dưới luôn. Gục. Hay. Ok, ngon rồi. Team mình thì cũng đi hai người. Bây giờ thì hết cứu được rồi các bạn ơi. Tại vì là làm gì còn máy cứu đâu mà cứu được. Còn mình với bạn Cường là mình cũng thấy may rồi. Hy vọng là trận này sẽ được top 1 nha. Cái bo nó không hề ủng hộ cho team mình. Nãy giờ chạy bo giao tranh liên tục. Vừa chạy bo xong lại phải chạy bo nữa đây này. May thế, đoạn này có cái chỗ mà chạy bo. Chứ mà nó mà chống không thì cũng khá là mệt. Còn 5 người à, mình với lại đồng đội mình. Thế là còn khoảng tầm 3 người. Ok, 2 với 3, chơi được. Một bé xong. Mây hả? Mình xin. Rồi, bây giờ là 2 với 2 nha. Ngon lành cành đào liền. Một viên. Hai viên. Yếu. Yếu dã man rồi, yếu cực kỳ rồi, yếu lắm rồi. Hình như là cái pha vừa rồi mình bị KS mất một kill hay sao ấy. Mình cứ tưởng là hai bạn kia là chung một team cơ, nhưng mà không phải. Hai bạn này khác team. Ấy. Ở kìa. Tự dưng đằng đầu ấn nhầm. Ê, bạn đi ơi. Ghê, shotgun cơ đấy các bạn ạ. Rồi sao bạn? Bạn này bắn shotgun nên là mình sẽ cố gắng mình giữ vị trí xa một xíu nha. Ây giời ơi. Nạp có cái đạn thôi mà lâu thế. Cái pha vừa rồi mình mà không cần phải nạp đạn ấy là bạn kia xong với mình rồi đấy. Hơi xui là mình phải nạp đạn. Nhưng mà trận này thì mình nghĩ là không trượt cái top 1 ở đâu các bạn ơi. Tại vì team mình có hai người lận mà. Trượt làm sao cái top 1 được.
Đây sau tảng đá này này. Nào, nhảy ra bạn ơi. Ủa, bơm máu với chúng tôi này. Ok, bòi ra nha các bạn. Easy. Như vậy là trận đấu ngày hôm nay của chúng ta đến đây thôi nha. Cảm ơn các bạn đã xem video và chúc các bạn có một ngày thật tốt lành. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau. Bye bye.